Với quan điểm cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thời gian qua các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, xã hội cùng tham gia, đồng hành cùng chính quyền thành phố trong nỗ lực thực hiện cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Các phần mềm dùng chung như hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ được các phường trên địa bàn thành phố đưa vào sử dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương cũng phát huy tối đa các ưu thế của mạng xã hội trong việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính. Trang thông tin chính quyền điện tử trên nền tảng Zalo của các phường nhận được sự quan tâm của người dân. Mọi thủ tục từ tra cứu hồ sơ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến đăng ký tài khoản công dân điện tử đều được tích hợp đầy đủ. Kênh Zalo điện tử của Ủy ban Nhân dân phường có kết nối với cái trang thông tin điện tử của phường đó, là khi mà người dân đánh câu hỏi lên cái trang thông tin điện tử qua Zalo thì Ủy ban Nhân dân phường có cán bộ phụ trách sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là giải quyết các kiến nghị bức xúc của người dân tại khu dân cư. Việc đổi mới cách làm, thay đổi tư duy từ cấp cơ sở được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nền hành chính công trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tiếp tục là thước đo chuẩn xác để đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo của cấp trên thì lãnh đạo văn phường cũng đã tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất cũng như về công tác mà tập huấn kỹ năng cho từ cán bộ một cửa cũng như là ở các khu dân cư, cũng lồng ghép vào các việc và chuyển đổi số, hướng dẫn cho nhân dân tạo tài khoản cũng như là đăng nhập các cổng thông tin điện tử chính quyền của thành phố để tham gia vào các việc xử lý giải quyết thủ tục hành chính ở cấp độ 3, cấp độ 4, trả hồ sơ trực tuyến ở nhà. Để cải thiện chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính của thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành công văn số 2170 yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã xác định rõ mục tiêu cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về đề án đổi mới việc thực hiện các cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đối với quận nổi nhất là trong các năm vừa qua là luôn luôn có một cái cuộc thi, đó là phát động tìm kiếm các cái giải pháp, các cái sáng kiến trong cái việc nâng cao cải cách hành chính được triển khai 2 năm, 3 năm vừa qua. Và trong các cái phong trào phát động thi đua thì quận luôn luôn khuyến khích và động viên các bộ công chức là suy nghĩ tìm tòi để ra những cái giải pháp để góp phần nâng cao cải cách hành chính. Và chính vì mình luôn luôn động viên cán bộ công chức tham gia cái phong trào thi đua như vậy thì hàng năm thì rất là nhiều cái sáng kiến trong cái lĩnh vực cải cách hành chính đã được triển khai. Thực hiện kế hoạch tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân. Qua đó, đảm bảo duy trì và tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong thời gian đến.